Em Cường xin kính chào toàn thể tất cả các bác. Hôm nay xưởng nhà em vừa mới hoàn thiện xong một cái bộ lưới kéo cá, lưới quét cá làm bằng chất liệu dù của Thái Lan. Lưới kéo này làm rất là thiết kế rất là độc đáo, khác hẳn so với những cái loại lưới quét thông thường. Như là cái lưới kéo này thì có chiều cao là 4m và có chiều dài là 60m. Đó, rất là đẹp mắt nha. Lưới này là lưới màu xanh của Thái Lan. Đây là những chiếc túi của chiếc lưới kéo này, thiết kế rất là hay. Thì ở dưới đáy này có một những cái túi giống như chiếc chải. Khi cá chui vào đây thì nó sẽ mắc vào những cái túi đó và sẽ không thể chui ra được. Đó, vì khi xuống nước nha, và những viên chỉ kia nó sẽ đè xuống những con cá đó để cho cá nó sẽ tưởng nghĩ là trong túi này là cái tổ của nó nhé. Đây là đường bâu của cái chài này, là cái túi nó kéo cá này thì nó rất là chắc chắn. Chỉ thì bên shop em làm rất là dày, là độ dày của chài của chỉ là 2.5 mm. Dài tầm 60 phân nhưng mà khi xuống nước kéo ra cả kéo ra thì 40 phân thôi. Đấy, nó sẽ trùng lại. Còn những chiếc túi rất là đẹp và rộng rãi, giống như là những cái chiếc chải của các bác đang quăng hiện tại. Bao bên em là những cái phao sốt màu tông màu sắc rất là nổi bật để cho các bạn có thể nhìn nhận ra. Và rất là mềm mại, nhỏ dai. Dây thì kéo rất là nhẹ nhàng. Mắt lưới của em làm mắt lưới 2.5 đến 8 phân. 2.5 là nhét vừa ngón tay trỏ. 3 phân, 4 phân, 5 phân, 6 phân đến 8 phân bên em là có nhé. Các bác nào có yêu cầu về đoạn mắt lưới thì cứ để lại số điện thoại hoặc liên hệ với em trên màn hình. Số điện thoại trên màn hình em sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bác. Mắt lưới càng bé thì tấm lưới kéo cá càng đắt tiền, còn tấm lưới càng thưa thì nó càng rẻ tiền nhé. Đây là một tấm lưới đã hoàn thiện cho các bác nhé. Gấp gọn vào chỉ như thế này thôi. Vào đây, vào màu đen, rất là đẹp, rất là nổi bật. Đây là chân chì cũng rất là to nhé, và chân phao rất là to. Và khi người đó chỉ này chỉ rất là nặng. Các bạn này với độ bền của cái này thì các bạn yên tâm được tầm 5 đến 15 luôn, 5 năm luôn, chỉ từ 5 năm nhé. Khi quét cá này thì các bác nhớ là giặt kéo sau mắt, các bác nhớ phải giặt đi, giặt xong là phơi khô rồi vứt vào những cái túi vỏ, những cái bao cái rồi để vào những cái thùng phi hay thùng tôn thì cho đỡ chuột cắn nhé. Đây là dây nhé, dây viền xung quanh khoảng 20 mét này. Để các bác có thể mở những chiếc cặp nha. Đây là chiếc túi này, chiếc túi thì rất là sâu và rộng. Đó, các bác nào cần tư vấn về lưới kéo cá, bắt những con cá bé đi, cần những con cá lớn để các bác liên hệ với em số điện thoại trên màn hình nha, để tư vấn cho các bác.